nó cho các em một cái hàng bậc ba và nó hỏi là những cái điểm cực đại cực tiểu này nè nó sẽ đối xứng với nhau qua đường thẳng y bằng x. Vậy giờ nghe thầy vẽ để hiểu cái hình ảnh nha. Em có một cái đồ thị như thế này. Đây là điểm cực đại, đây là điểm cực tiểu đúng không? Tức là hai cái điểm này nó phải đối xứng với nhau qua cái đường y bằng x này nè. Ok. Như vậy thì thầy xin nói với em á là cái đường này nè nó phải đi qua cái điểm uốn của đồ thị. Cái điểm uốn là điểm này nè. Vậy cái câu hỏi làm sao tìm điểm uốn? Làm sao tìm điểm uốn? Khoan, có ai khó hiểu cái thầy đang nói không? Điểm uốn là cái điểm nằm giữa hai cái điểm AB. Thì bây giờ mình có hai cách, một là mình tìm điểm luôn điểm A điểm B rồi mình cộng lại chia hai. Nhưng quá chua, tại vì cái này chứa M. Không ngon. Đúng nè. Thì thầy sẽ chỉ em một cách tìm điểm uốn siêu nhanh luôn. Nó là nghiệm của đạo hàm cấp 2. Đó, của đạo hàm cấp 2 mấy em. Nghiệm của đạo hàm cấp 2 chính là điểm uốn của đạo hàm. Ok. Rồi giờ mình đi tìm điểm uốn nha. Lấy đạo hàm cấp 1. 3x bình trừ 6mx. Đạo hàm cấp 2. 6x trừ 6m. Ổn không? Cho bằng mấy? Bằng 0. Vậy là mình giải ra x bằng m nha. Được chưa? Và x bằng m người ta gọi là điểm uốn. Nhưng chưa đủ, em phải đi tìm y nữa. Tìm y là mấy em thế vô cái màu xanh dương nha. Thấy cái y không? Rồi. Màu vàng đi, này khó nhìn quá. Đổi màu luôn đi. Highlight màu này không phải là điều thông minh. Màu xanh này được nè. Thấy không? Rồi. Vậy là x bằng m thì suy ra y bằng gì? M mũ 3 trừ 3 m mũ 3 cộng 4 m mũ 3, nó sẽ ra được 2 m mũ 3. Đúng chưa? Vậy cái tọa độ điểm y nè, sao có tọa độ là m rồi 2 m mũ 3, thế vào cái y bằng x. Như vậy em sẽ có được là 2m mũ 3 bằng m, chuyển qua là 2m mũ 3 trừ m bằng 0. Bấm máy điểm em. Hoặc là em có thể tập nhân tử nha. Như thầy là thầy nhẩm tập nhân tử được đó. Nó ra được m bằng 0, m bằng căn 2 chia 2 với m bằng trừ căn 2 chia 2. M bằng 0 em loại. Tại sao lại loại? Đơn giản vì m bằng 0 thì cái này nó không có nghiệm đơn. Sao ảo được? 2, 0, trừ 1, 0. Căn 2 chia 2 thì căn 2 chia 2 và 0. Và em loại nghiệm bằng 0 là do cái nghiệm bằng 0 này làm cái này là nghiệm kép. Rồi. Thế thì bây giờ mình có hai nghiệm. Là mình nhận. Vậy nó nói là A trừ A chia B căn 2 với C chia D căn 2. Như vậy A là 1, B là 2, C là 1, D là 2. So sánh hiểu không? Có hai nghiệm này nè. Trừ 1 căn 2 chia 2 với 1 căn 2 chia 2. Rồi mấy em tính A mũ 3, B mũ 3, C mũ 3, D mũ 3 đi coi ra nhiêu. Thì nhẩm là ra 18 đó. Không? 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 là ra 18 mũ D. Ai không hiểu thì cứ hỏi thầy.